Tại Mỹ, hơn 1.400 chuyến bay nội địa Mỹ dự kiến cất cánh ngày 22 tháng 12 đã phải hoãn hoặc là hủy do dự báo thời tiết cho thấy bão tuyết nghiêm trọng có thể xảy ra, gây thời tiết lạnh giá hoặc là băng tuyết ở nhiều nơi trong những ngày sắp tới. Sân bay Denver và Chicago là các nơi có số chuyến bay bị hoãn, hủy nhiều nhất. Các hãng hàng không cũng tuyên bố khoảng 700 chuyến bay dự kiến cất cánh ngày 23 tháng 12 cũng phải hoãn hoặc là hủy. Tình hình thời tiết xấu xảy ra đúng vào thời điểm hàng triệu người trên nước Mỹ chuẩn bị đáp chuyến bay về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình, khiến sức ép đối với ngành hàng không càng lớn hơn. Một nhóm sinh viên Đại học New South Wales đã lập kỷ lục Guinness Thế giới và vinh danh vì sự sáng tạo với việc chế tạo ra một chiếc xe đua chạy bằng năng lượng mặt trời có thể đi 1.000 km liên tục với tốc độ cao chỉ với một lần sạc đầy nắng. Chiếc ô tô có tên là Sunswick 7 do một nhóm sinh viên Đại học New South Wales chế tạo được tổ chức Guinness ghi nhận là chiếc xe điện nhanh và bền bỉ nhất thế giới khi thực hiện được quãng đường 1.000 km trong 11 giờ 52 phút với chỉ một lần phơi nắng sạc pin. Chiếc xe chỉ nặng 500 kg, bằng khoảng 1/4 trọng lượng của xe điện Tesla và có thể hiện được tính ưu việt về hiệu suất nhờ thiết kế hệ thống khí động học tối ưu, động cơ bền bỉ cũng như là hệ thống pin năng lượng mặt trời được bố trí hợp lý trên bề mặt chiếc xe. Phát minh được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa mới cho các nhà sản xuất xe sử dụng năng lượng tái tạo bền vững.